là như say xỉn thì hay không. Ủa có hay say xỉn lắm hả? Nhân viên kinh doanh là chị. Nóng dữ lắm hả? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bạn nữ em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Em chào cả khán đài. Em là Minh Tuệ, hiện là 25 tuổi và quê ở Phù Cát. Ở đâu? Bình Định. À, Phù Cát, Bình Định. Em vào đây lâu chưa? Em vào thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 5 năm chị. 5 năm. Hiện giờ mình đang làm công việc gì? Em là nhân viên kinh doanh của công ty phân bón. Rồi, bạn nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào cô hàng xóm, chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Văn Trai. Em 26 tuổi, quê ở Bình Dương. Hiện tại em đang công tác tại đơn vị Thừa Phát Lại Vĩnh Long. Em phụ trách tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Bình Dương với Bình Định. Dạ. Làm nghề Thừa Phát Lại là sao bạn? Dạ, căn cứ vào nghị định 161 với nghị định 135 thì chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thừa Phát Lại thì Thừa Phát Lại là 4 cái chức năng. Thứ nhất là lập vi bằng, thứ hai là tống đạt các văn bản của tòa án và cơ quan thi hành án, thứ ba là xác minh điều kiện thi hành án, và thứ tư là trực tiếp thi hành các bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. Được, cán bộ thuộc bài. Thuộc bài quá. Nghị định số mấy luôn. Rồi bạn nữ bên kia, nói nhiệm vụ cụ thể của bạn là gì? Người ta bán thuốc, người ta chăm sóc sức khỏe con người. Còn em là bán phân chăm sóc sức khỏe cây cối anh ơi. À, phòng kinh doanh thì giao tiếp khách hàng rất là nhiều. Mà không thể không có chàng trai nào tới mua phân bón mà đẹp trai. Giao tiếp với cây với đại lý là nhiều hơn so với giao tiếp với người anh. Cũng phải có người đại diện chứ, sao cây nó tự giao tiếp được. Đa số là bác nông dân chứ có ai nói anh nông dân đâu, ít lắm. À thì đó là vậy. À, mình giới thiệu về mình một chút xíu về năng lực của mình. Điểm yếu của em là em nóng tính vậy. Tức là ai mà không có hợp ý em á, hoặc là nói chuyện với em mà kiểu mà nói vô văn hóa, thì em rất là nóng và em nóng là em nói lại ngay. Còn điểm yếu gì nữa không? Đặc xấu của em á là như say xỉn thì hay không. Ủa có hay say xỉn lắm hả? Nhân viên kinh doanh là chị. Nóng dữ lắm hả? Không, nhậu cũng không dữ lắm, nhậu ít chứ mà lại hay đi nhậu. Nhậu lên thường thường mấy chai là khóc? Dạ, 4 chai trở lên là bắt đầu khóc rồi. Khóc là khóc chuyện gì, có gì khóc? Không có thể khóc vô duyên vậy thôi chị, chứ không có chuyện gì hết á. À, có nghĩa là nhậu xỉn rồi khóc vậy thôi. Dạ. Trời đất ơi. Đó, điểm yếu nhất rồi nha. Bữa nào mà giận gì là cho nhậu vô là khóc. Thằng trai thấy sao? Bên kia nói về hợp ý mình không? Ủa thì có cái nhậu thôi anh. Tánh nóng thì em thì hiền chứ không có nóng. Rồi, vậy dễ, bằng kia nóng bằng hiền thì tốt. Chứ bạn mà nóng nữa banh cửa bên nhà luôn à. Cái tật xấu của em là hay nói nhiều thôi. Nói riết mà người ta nhức đầu luôn. Trời ơi. Cái này thuộc về đàn bà, có nói với ai đàn ông mà nói nhiều dữ vậy? Mỗi lần em vô cơ quan thì nói thôi trả vô rồi nhức đầu lắm. Trời đất ơi, chết rồi. Cơ quan chịu nổi, vợ lấy gì nổi trời. Ủa em có hay nhậu không? Dạ nhậu mà ít lắm chị. Em nhậu vô cười hả? Nhưng mà có cái nhậu vô thì nó ói thôi. Cái tật xấu có tật xấu vậy thôi chứ. Vậy thôi hả? Thôi ưu điểm có gì? Dạ, ưu điểm của em thì không biết hút thuốc nè. Uống rượu thì biết chút ít. Còn lăng nhăng thì chắc không có. Mình có mấy mối tình rồi em? Từ hồi học cấp 3 tới hồi sinh viên thì có được 2 mối tình rồi chị. Tình đầu thì chỉ đơn phương thôi. Rồi đưa đi học viết về, rồi đưa đi học viết, rồi đưa người ta đi lấy chồng luôn. Hay quá, đưa hay quá. Rồi còn hồi sinh viên thì 4 năm đại học thì mình quen vậy, rồi cái khi ra trường thì tại xa quá, cái từ từ rồi cái cũng mắc luôn. Nó chưa có gì sâu đậm đúng không? Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm một bạn gái như thế nào? Bạn gái của em thì đơn giản thôi, hiền, vui vẻ, biết chia sẻ, vậy thôi. À, em thích người bạn trai như thế nào? Em thích đầu tiên là về ngoại hình. Thì ngoại hình là phải cao, trên 1m7. Ủa mấy cô không cao mà cứ thích bạn cao. Thì không cao thì mới thích cao để thay đổi thế hệ sau chứ ạ. Cái thứ hai nữa là có nụ cười tỏa nắng. Tức là cười tươi á. Cái con người mà lúc nào nhìn vô cũng thấy giống như nụ cười nó hiện diện trên môi á chị. Lúc nào không cười hoài coi chừng bị bệnh à. Bên đây là cười thoải mái luôn á, cười từ sáng đến chiều đó. Đó là có tỏa nắng không? Lên cười có tỏa nắng không anh? Tỏa sống luôn. Cười tỏa nắng em định hình giống như Ngô Kiến Huy á. Ngô Kiến Huy hả? Dạ. Này Ngô Kiến Lửa. Rồi sao nữa em? Còn về tính cách ấy, thì là nói nhiều thì được. Con trai nói nhiều thì thật ra cũng vui chứ không? Ủa vậy là thích đó hả? Dạ. Mừng quá. Yêu cầu cũng cao quá ha. Phải hơn 1m7 ha. Tôi qua tôi coi yêu cầu sao. Đứng đo danh coi 1m mấy. Này 1m4 à. Rồi. Này là cũng được. Nhiều. Dạ. 1m69 được không? Được. Được anh. Tại sao muốn giống Ngô Kiến Huy? Nụ cười của Ngô Kiến Huy nó có duyên lắm anh, mà nó dễ gần lắm. Phải không? Dạ.
Anh này cười chắc cũng giống giống vậy, cười hoài luôn vậy đó, nãy giờ cười suốt luôn rồi đó. Ngồi biến lửa hả? Biến lửa. Không thích gì ở người đàn ông? Không thích là không thích đào phốt. Thứ hai nữa là nóng tính mà có thể gây đến vũ phu. Bên đây không có nóng tính, hiền khô à. Mà có vũ phu. Có vũ phu không anh? Không, đã có vũ phu, bên đây có vũ nữ. Vũ nữ cũng không được anh. Sao không được? Ban đầu biết đâu gồng quá rồi về nhà bung lửa sao anh? Được, được, được. Anh à, nãy giờ nghe nói không? Dạ. Có vũ phu không? Dạ không. Vũ nữ bung lụa không? Không. Xác định giới tính chưa? Men, men, men. Bây giờ còn điểm nào em không thích ở người bạn nam? Đầu hói không thích. Chỉ một cái điều đó thôi. À, hô em cũng không thích lắm. Tại vì em cũng bị rồi. Mà giữa hô với hói là chọn hô không chọn hói. Dạ. Đúng không? Giữa hô với hói, chọn hô không chọn hói. Ở đây có hói không có hô. Em đâu có hói không chị? Thôi tôi hói không ơi, bằng tôi hói à. Được đã, khi nào mình tiến tới hôn nhân được em? Dạ thì quan trọng bên bạn nữ thôi, em thì chắc cũng từ từ tìm hiểu chị. Khoảng bao nhiêu lâu? Thôi thì ra duyên anh cưới em luôn. Nhanh dữ vậy thì... Sao chuẩn bị kịp? Dạ đâu có gì đâu, không kịp chị, có đủ hết rồi. Có cái gì mà đủ hết rồi? Kinh phí thì chắc cũng ổn ổn rồi. Ổn ổn rồi ha. Tự lo hay là gia đình lo phụ? Dạ thì cũng mình cũng có một chút, là gia đình có mụ thêm. Rồi lấy nhau về là mình định ở đâu? Dạ thì theo công việc của bạn nữ đó thôi. Thì em công việc em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, mà hiện tại thì em đi đi về về. Mình có làm dâu gì không? Dạ không, thì có ở nhà có mẹ với em không, thì đâu có làm dâu gì đâu vậy. Điểm nào em không thích ở người bạn gái? Còn bạn gái thì em không thích là cao hơn em. Đâu em đứng lên chị coi, cao bao nhiêu? Em cao 1m67 à. Rồi ông Linh nói thách 69. Còn phải nói thêm cho đàn trai chứ. Đẹp trai lắm, được á. Cười là tỏa nắng, rực nắng luôn á. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ em. Ồ có mẹ hả? Rồi chào cô. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Chào mấy vị quý vị khán giả. À, cô thấy bạn gái bên này như thế nào hả cô? Cô thấy có cháu gái này thì cũng xinh cũng đẹp, nhưng mà không biết là hai đứa tìm hiểu có được hay không. Dạ. Nếu mà được thì cô cần mừng. Cô muốn có mấy đứa cháu? Giờ thời buổi giờ có cháu nhiều chi cực, chừng hai đứa thôi. Cháu trai cháu gái? Trai gái gì cũng được, nhưng mà nguyện vọng của cô thích gái hơn thích trai. Oh. Em có câu nào muốn nói chuyện với bác gái không? Em trao đổi với bác gái vài điều đi. Công việc của con là nó hay đi, mà bản chất của con cũng rất là thích đi du lịch nữa. Cái mục tiêu của con là một quý con sẽ đi du lịch một điểm, tức là con rất là hay di chuyển. Thì không biết là cái này là phía người lớn mình có ngại về chuyện này không ạ? À? Không, hình như là cô cũng có cái máu đó. Vậy dắt cho cô đi với, lâu lâu dắt cho má đi theo với nhau. Vậy nếu được là cả gia đình mình đi du lịch cô hả? Đúng rồi, cô cũng có cái phong trào mà đi du lịch đó, nên cô không có phản đối cái vụ đó đâu. Dạ. Thấy không, thấy má quá xuất sắc không? Quá là dễ luôn, đâu có gì đâu ái ngại, đâu có lo lắng gì đâu. Dạ. Rồi hôm nay mình đi, có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ là có hai đứa em. Em ruột hả? Dạ em họ. Em họ. Rồi chào hai em. Rồi em nhận xét anh trai bên kia như thế nào? Dạ ảnh hiền mà dễ thương lắm chị, bấm nút đi chị. Rồi ơi, chưa có phân tích gì là vậy thôi hả? Ngắn gọn vậy thôi đó hả? Dạ ngắn gọn dễ hiểu thôi chị. Gọn gì được rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt ha. Kéo màn. Không biết nói gì nữa. Cảm nhận về bạn gái lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Em thấy anh sao? Trời đất ơi. Thấy bạn gái thế nào? À, dễ thương. Tính tình cũng quyết đoán lắm ha. Dạ em cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Anh hiền, đẹp trai. Nụ cười cũng tỏa nắng giống như anh Quyền Linh nói. Nói đâu có xa, rực nắng luôn. Dạ. Vậy. Anh có hay đi du lịch không? Tại vì cái thời gian của anh cũng kín á, cứ phụ thuộc bên tòa án với bên thi hành án thì nó ít có thời gian hơn. Nhưng thì nghĩ chỉ được có thứ bảy với chủ nhật thôi. Lên kế hoạch thì cũng đi gần gần thôi, ví dụ như đi ra Vũng Tàu thì được. Vậy giờ hiện tại em đang làm Quy Nhơn, mà lỡ yêu nhau thì sao? Ở Quy Nhơn luôn hả? Dạ. Không sao, xa nhau chỉ là thử thách thôi. Ví dụ như mình kết hôn rồi thì công việc em có luân chuyển về đây được hay là ở ngoài đó luôn? Em thì em rất là thích di chuyển, nên là nếu như công việc em có thể thiên chuyển được thì em vẫn thiên chuyển bình thường, chứ em không có nhất thiết phải cố định một chỗ nào hết. Bây giờ nói một câu tỏ tình nào đó để bạn gái có thể
tiến tới bấm nút. Em hát bài được không anh? Được. Nhìn thẳng mặt bạn gái hát chưa? Từng đêm anh mơ mơ có em trong đời, dù đời ta đã cách hai phương trời. Từng đêm anh mơ những chiếc hôn ấm nồng và vòng tay ấm ấm của em. Em yêu dấu hơi, anh đang bối rối vì tim anh đã thuộc về em. Em yêu dấu hơi, xin em hãy hứa tình đôi ta mãi không phai nhòa. Giờ đây anh chỉ biết mong em nhớ em, từng dòng thư gian đầy ấm yêu thương khát khao. Dù tình đôi ta còn lắm ưu tư muộn phiền, những đôi tim đã hòa chung nhịp yêu thương. Chuyện tình đôi ta còn trôi lăn đan giữa dòng, đừng buồn nghe em và hãy luôn luôn vững tin. Rồi ngày mai đây bờ bến yêu thương ngọt ngào sẽ chào đón đôi ta trở về. Rồi bạn gái có muốn nói gì đáp lại gì với bạn trai không? Em nghĩ anh là người sống nội tâm và em hy vọng là vậy. Rồi hết thời gian, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Ba hai bạn để tay vào nút bấm. Ba tiếng đếm để quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Rồi, nắm tay đi bạn. Đấy, đây là những cái vé xem phim. Các bạn sẽ có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Rilet, một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nghĩ mà bây giờ đến thời buổi này mà còn quan niệm mà tuổi phải bắt buộc hợp với nhau thì... Bây giờ mà Thình với Tị chỉ có Kỵ Long Dương thôi, cái kỵ gì vậy? Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ thừa thắng, xông lên, tiến đến cặp đôi thứ hai xem họ có đồng ý hay không nhé các bạn. Hạ Màn, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên Ly Dương Thanh Tuyền, năm nay em 27 tuổi, hiện đang công tác tại Ủy ban dân phường 14 quận Phú Nhuận với chức vụ là Phó Bí thư Đoàn phường. Quá dữ. Quê mình ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Nguyễn Văn Khoát, công tác tại công ty dược Hậu Giang. Bạn làm công ty dược nhưng bạn cụ thể làm ở phòng nào? Dạ em làm bên sale ạ. Sale. Tất cả các loại dược ha, dược Hậu Giang rất là nổi quê tiếng. Quê phát ở đâu? Dạ em ở Đồng Tháp chị ạ. Rồi hiện nay là mình đang ở đâu? Ở nhà của công ty ạ. Ở quận 7 ạ. Điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Điểm mạnh của em á, em biết hát, cũng biết nấu ăn, nhưng mà do tính chất công việc á thì em cũng hay đi nhiều nên cũng chưa có cơ hội nhiều để nấu. Em cũng biết theo chanh rồi móc len. À, giỏi vậy đó hả? Phụ nữ vậy là quá tốt rồi. Còn điểm yếu còn của điểm mình? Còn điểm yếu là của em á, thì đôi khi thì em cũng còn hơi nhút nhát. Với lại khi mà gặp bạn khác giới thì hơi bị khớp. Ủa mình làm việc đoàn, mình làm việc đoàn rồi này kia đó, dạ, mình phải dạng đó vậy chứ. Có lúc thôi, nhưng mà nhiều khi gặp cái đối tượng của mình thì mình lại rụt rè, bị hơi gượng xíu. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức là có 2 mối tình đơn phương. Người là em hồi đó học chung trường cấp 2 với em, còn một người là do đi sinh hoạt đoàn chung á, rồi cũng quen cũng cách đây 7 năm rồi. Mới vừa Tết vừa rồi thì em có viết thư với lại làm sô cô la tỏ tình á, nhưng mà ảnh không có chấp nhận, ảnh nói là chỉ xem như bạn bè thôi. Mà thích 7 năm rồi bây giờ mới tỏ tình? Dạ, để làm... gì 1 năm 2 năm được thôi, đi kiếm thích anh khác chứ làm gì để tới 7 năm mới tỏ tình rồi để người ta từ chối. Dạ, nhiều khi chắc tính em hơi bị chung thủy như vậy. Trời đất ơi. Mà cái lần tỏ tình đó mà bị từ chối cách đây là bao lâu rồi? Dạ hồi Tết nè, xong rồi sau đó em quyết định em tham gia chương trình luôn. À vậy đó. À, bạn trai Phát nghe bạn gái kể chuyện và thấy thương dễ sợ không Phát? 7 dạ. Năm cuối cùng tỏ tình ta từ chối, trời, cái anh nào mà ác nhân ghê luôn trời. Phát thấy sao Phát? Dạ theo em là tỏ tình là như vậy thương vậy là chịu liền chị. Phải không? Vậy Phát có mấy mối tình rồi hay là có yêu đơn phương ai chưa? Dạ em thì có 2 mối tình chị, nhưng mà chia tay cũng sớm lắm chị.
Tới nay là ế 4 năm rồi. Ở trong công ty dược thì rất nhiều bạn nữ dễ thương, tại sao mình không lựa chọn? Dạ, làm bên sale thì đa số là nam không anh? Nữ thì đa số là văn phòng thì nhiều, nhưng mà lập gia đình sale phải đi nhiều, phải quan hệ ngoại giao trực tiếp rất là nhiều. Dạ. Bạn không tìm được đối tượng nào cho mình à? Dạ, tại vì nhà nó cũng hơi là phong kiến về cái độ tuổi một chút. Tuổi là phải tuổi thìn hoặc là tuổi tỵ. Chọn tuổi thìn và tuổi tỵ hả? Em tuổi gì khoan, xí, tuổi gì? Dạ, em tuổi tỵ. Rồi, được. Được. May quá. Chọn phải không? Chọn đúng không? Dạ, dạ. Nếu mà gia đình không chịu thì em cũng không chịu luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Rồi bây giờ em với người yêu em yêu nhau 9-10 năm rồi. Bây giờ gia đình đi coi không phải tuổi thìn, tuổi tỵ, tuổi thân đi. Rồi sao? Lúc đó thì mình cũng như là không có duyên thôi anh. Tại vì ở nhà nhai nhức đầu lắm. Trời đất ơi. Thì thôi bây giờ là coi như quen ai trước tiên hỏi tuổi trước được. Hàng tới không được thì thôi khỏi mất công đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mà thôi bữa nay đều được mà, cái này hôm hợp nay mà. Được rồi, nhưng mà vấn đề nghĩ mà bây giờ đến thời buổi này mà còn quan niệm mà tuổi phải bắt buộc hợp với nhau thì bây giờ mà thìn với tỵ chỉ có kỵ Long Dương thôi chứ kỵ gì giờ. Em chết rồi còn kỵ nữa, mệt ghê luôn á. Giờ là quyết chí lấy chồng chưa? Dạ cũng. Bao lâu nữa đám cưới được? Dạ càng sớm càng tốt. Thôi cho bây giờ tuổi tác là ổn rồi, bây giờ nói cái mẫu người lý tưởng của nhau đi. Bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn nam là sao nè? Dễ nhìn, hiền với thật thà, trung thủy. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ cỡ miêu lê rồi đấy anh. Trời ơi. Dạ em nói chơi thôi chứ quan trọng là hợp nhau. Cỡ miêu miêu được không? Bên đây thì tóc thì giống miêu lê rồi đó, mặt thì giống miêu miêu, nhưng mà được cái đây trung thủy à. Đơn phương mà 7 năm là biết trung thủy cỡ nào rồi. Bạn có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Dạ mẫu bạn trai của em thì về ngoại hình thì cũng dễ nhìn được rồi, còn tính tình thì vui vẻ hoạt bát, nhưng mà đôi khi cũng nên có chút lạnh lùng chút, biết cách giao tiếp, quan tâm chia sẻ với mọi người và với em nữa, và đặc biệt là phải tôn trọng em và gia đình em. Rồi cao thấp về sao? Cao hơn em được rồi anh. Tóc tai có yêu cầu gì không? Dạ có tóc là được rồi anh. Chắc không? Dạ. Mỗi lần mà anh Linh anh hỏi câu nghe đó câu này tôi mừng dễ sao mừng luôn vậy đó. Bây giờ tôi lo cái vụ này nè, mừng ghê luôn, trời ơi dễ thương quá. Đây là có tóc gì? Có cũng vài cọng thôi. Há miệng mắt hoài, em nói có tóc là được rồi. Kệ em sao chị, cái gì về cho gọi đầu mọc tóc lại cũng được. Mọc gì nổi. Em không thích đàn ông như thế nào? Gia trưởng, có tính đàn bà, với lại nói nhiều mà không làm được bao nhiêu, với lại thích khoa trương nữa. Có tính đàn bà không? Dạ không. Có tính đàn ông không? Dạ không. Có gia trưởng không? Dạ không luôn. Rồi, được, có mẫu hình nào không? Dạ anh. Anh hả? Dạ. Trời ơi, chết. Anh kia trẻ hơn anh. Dạ. Anh hiền khô à? Em tin anh á. Thiệt mà, hiền. Ngồi nói chuyện với anh nãy giờ hiền khô à. Yên tâm ha. Bên bển nhà trai người ta binh nhau, em không tin chị mà em đi tin ảnh. Cơ hội cuối cùng về ngoại hình, có không thích cái gì nữa không? Đừng đụng chạm tới tóc tai nữa nha. Bỏ cái vụ tóc qua bên rồi đó. Dạ cao hơn em, cao khoảng 1m65. Vị trí đó hết sức nhạy cảm. Cao 1m65. Dạ em chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ 1m65 ạ. Vừa đủ 1m65 luôn. Có gì nữa không? Tứ chi bình thường. Tứ chi có bình thường hả? Dạ bình thường. Đứng lên, đứng lên kiểm tra coi. Đi tới lui. Tứ chi thì bình thường mà không biết có cái gì không bình thường không. Anh có tật xấu gì không? Em hơi nóng tính chút xíu thôi nhưng mà mau nguôi lắm chị. Dạ hả? Lúc nóng tính nhất là mình sẽ làm gì? Nhai nhai chút thôi à. Nhai nhai là sao? Cằn nhằn nói rồi thôi. Là cái đó tính đàn bà đó. Thì nói hoài. Bỏ, bên đây không có thích tính đàn bà. Bỏ nha. Thà đập cái rồi xong chuyện chứ đàn ông mà mình cằn nhằn đâu có được. Đúng không? Không thích bạn nữ ở điểm gì? Xe xu quá mức. Nhưng mà nữ phải đẹp chứ, ra đường phải trưng diện chứ. Có nghĩa là không phải, có nghĩa là tin quá vậy. Xong mình xong rồi. À, cái này để con. Mình vừa nãy thấy xăm bên trán hận anh gì. Hết rồi, thôi rồi. Người ta du di được cái tóc của mình thì không lẽ mình không du di được cái hình xăm của người ta. Xăm này ít thôi thì được. Nhưng nhỏ nhỏ thôi chứ. Dạ, dạ. Được không? Dạ, được, dạ, được. Vậy cũng được. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em và hai bạn đồng nghiệp. Chào anh Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ chào cô. Dạ tôi định là mẹ của Phát. Dạ từ Đồng Tháp lặn lội tới đây đặng tìm dâu. Dạ cháu đây là cũng dự ý rồi. Bác thấy cặp này có thể là được thích ứng được với nhau bao nhiêu phần trăm bác? 100% đi. 100% luôn hả? Trời ơi. Dạ à, cảm ơn bác cô. À mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ với em gái với lại cũng đông lắm, với người thân họ hàng. Đâu à, ai đi theo nhà gái mình giơ tay lên cái coi. Chào anh Quyền Linh và dạ. Chị Cát Tường. Dạ
À, về tính cách của cháu ở đây nè. Được. Giờ hai trẻ lấy nhau cô ủng hộ không? Ủng hộ. Dạ. Hai bà mẹ hôm nay mẹ dễ dữ vậy. Thôi hai bà xui lại bắt tay nhau một cái đi. Hai người. Đó, hai bên nói gì đi. Cũng gặp gỡ chị đây là cũng niềm vinh hạnh của em. Dạ. Hai bác hiền quá. Có em gái hai đâu, ai phát biểu rồi. Em là em ruột của chị Tuyền. Theo em nhận xét thì anh cũng hiền, chững chạc. Có một điểm em chưa được cho lắm là đàn ông cần phải có chính kiến chứ đừng có nghe lời gia đình quá. Đúng rồi. Dạ, để sau này ví dụ như mình có cuộc sống riêng thì có gì mình phải quyết định. Không lẽ thì suốt ngày cứ hỏi vợ không được rồi đi hỏi chạy phải chạy về hỏi gia đình. Bàn thì cũng được nhưng mà chủ là mình phải đưa ra quyết định cuối cùng á. Thì em nghĩ như vậy đúng thì nó tốt đó. Hơn. Dạ em... Nói đi, anh nói với em gái thì dạ gì. Đương nhiên rồi em, tại vì cái đó là nghe lời tuổi tác thôi. Còn cái quan điểm lập trường của anh thì rất vững ạ. Làm sale cũng lanh lắm em, bà nên rung đó. Nếu nói vậy thì không có gì để... Em yên tâm rồi ha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Rồi. Bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau. Kéo màn. Mình sẽ có 2 phút để giao lưu với nhau và quyết định. Bắt đầu. Anh có món quà gửi em. Dạ, cảm ơn. Anh thấy em sao? Em dễ thương. Dạ chẳng... cảm ơn anh. Thấy gì nữa không? Nhân viên kinh doanh và lanh lắm anh. Gặp em luôn. Ví dụ như lấy nhau rồi em tính về ở đâu? Tại công việc của em thì em làm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi thì nên em cũng muốn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mà nếu mà mình anh nếu mà anh ở nhà chung của công ty thì mình có thể thuê nhà ở rồi có thể cùng nhau lên xây dựng kế hoạch để có thể tạo dựng một cái không gian riêng của mình. Gia đình mình thì thường là kinh doanh cái gì em hay là buôn bán gì không? Ba mẹ em bán phở luôn tại nhà. Anh cũng thích ăn phở lắm. Nói vô trời ơi. Gì ông nhìn đâu kiếm cái gì ở dưới đất không vậy? Nhìn thẳng vào mặt bạn gái coi. Là bạn nam bán gì giới thiệu luôn đi. Dạ nhà em bán gạo chị. Vậy là không có sợ đói không? Không có lo đói anh. Thôi, anh có gì không? Có gì hát tặng em gì không? Ừ. Ờ kìa, có hát tặng em bài gì đó kìa. Anh không hát em hát nha. Rồi em hát trước. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài. Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Thôi bạn Nam. Nhìn nước mắt em đã rơi vì ai mà lòng anh cứ đau thật lại. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn. Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi. Bây giờ mình hát giao lưu nhau rồi. Bây giờ mình nói một câu gì thật tỏ tình, thật lãng mạn. Nếu có cơ hội thì mình trao cơ hội cho nhau nghe em. Nói chung là gặp anh ở đây cũng là một cái duyên rồi. Còn cái nợ là do mình tạo. Đúng rồi. Cái nợ tự mình mượn tiền. Các bạn có 3 tiếng đếm để quyết định. Quan trọng nha. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi mình nắm tay bạn gái đi. Cảm giác thế nào bạn trai? Dạ ấm rồi. Rồi đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc hai bạn sẽ tiến tới hạnh phúc một ngày sớm nhất. Em làm nghề bán máy lạnh. Có bận rộn lắm không? Em có như có người nhân viên phụ không? Dạ có chị, nó cũng tương đối là tốn nhiều thời gian cho công việc. Có mấy người phụ? 70-80 người chị. Tôi bán máy lạnh nhưng mà 70-80 người, trời ơi ghê. Xin chào quý vị, và bây giờ thì bà Mai đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Chiếc ghế này ghê lắm, chiếc ghế này ngồi đây là mai mối cặp nào là dính cặp nấy đó quý vị ạ. Và hôm nay thì hai nửa trái tim của chúng ta có sáng đèn hay không? Hãy theo dõi câu chuyện nhé. Chàng trai đang hồi hộp chờ đợi rồi. Hello em. Chào chị Cát Tường. À, chào em, trời ơi, mặc dù bịt mặt mà tôi thấy cũng rất là đẹp trai nha. Có thể dự ăn chút xíu. Ồ, đợi chị chút xíu nha. Đợi nhé, đợi nhé. Dạ. Mời em gái vô. Rồi, bước lên cái thềm nha. Được chưa? Ok, đẹp rồi.
Mời bạn trai hãy mở mặt nạ của mình ra. Rồi, đẹp trai ha, được. Trai xinh gái đẹp. Rồi, xin mời hai bạn bắt đầu giới thiệu về bản thân của mình trước. Rồi, mời em. Dạ, em là Thanh, Nguyễn Đức Thanh. Năm nay 28 tuổi. Em làm nghề bán máy lạnh. Em sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Chỗ bán hàng đó, cái tiệm bán đó là của em hay của gia đình hay là em đi làm cho người ta? Dạ, em bán cho em. À, thì đó, thì người ta nói là chủ tiệm thì nói đại đi, trời ơi. Đi bán máy lạnh là tôi tưởng đâu là đi làm nhân viên bán máy lạnh nó khác. Còn ông chủ cái tiệm bán máy lạnh nó khác chứ. Dạ. Trời ơi, cái đó không phải là nổ, cái đó là có sao nói vậy người ơi. Rồi, mời em gái. Em tên là Thúy Vi. Năm nay em 29 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang công tác tại trung tâm y tế quận 3. Trung tâm y tế, làm về khâu nào? Em làm về công tác chuyên môn bên khoa an toàn thực phẩm. À, là lớn hơn bạn trai này 1 tuổi. Có vấn đề gì không? Nhỏ hơn nhưng mà chỉ cần chín chắn thì cũng được. Miễn là chín chắn được rồi, người ta ổn định sự nghiệp, ta làm ông chủ nhỏ nhỏ rồi đó. Nhìn bên ngoài là chị thấy hai bạn rất là xứng đôi. Đó, cái cảm giác đầu tiên là cái feeling của Tường là thấy là ok. Tùy hai bạn thôi nha. Có khi nào đi Vũng Tàu chơi không? Dạ có. À hả? Thí dụ bây giờ như mình hẹn hò với nhau đi, thì bao lâu em sẽ thăm bạn nữ để mà đưa bạn ấy đi chơi để tìm hiểu nhau được một lần? À, em thì em nghĩ là một tháng thì có thể là một hai lần. Hiện tại em bán là có bận rộn lắm không? Em có như có người nhân viên phụ không? Dạ có chị, nó cũng tương đối là tốn nhiều thời gian cho công việc. Có mấy người phụ? 70-80 người. 70-80 người hả? Dạ. Trời, bán máy lạnh gì mà 70-80 người, trời ông này ghê lắm. Bán này kim đi lắp đặt nên là... À, bán kim đi lắp đặt luôn. Chà, mùa này bán đắt ha, mùa này nóng ha. Người ta mua máy lạnh nhiều à. À, chúc ông chủ làm ăn khấm khá nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em đó là vui vẻ, hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Còn điểm yếu của em thì em hơi khó tính. Khó là khó làm sao em? À, ví dụ như nếu mà ai mà làm mà không có đúng ý em thì em hay thể hiện ra mặt á, mặt em mặt lạnh. Mặt lạnh, nhưng mà thẳng thắn vậy người ta biết mình giận, người ta sẽ xin lỗi mình hoặc năn nỉ mình hoặc làm vừa lòng mình. Cái đó thì em không thấy, em chỉ biết thấy người ta thấy em giận thì người ta cũng lơ đi. Không thấy cô giận đừng có lơ nha. Chịu khó lầm chút xíu đừng có lơ nha. Yeah. Con này có vẻ cũng hơi khó chịu đây, hơi khó chịu đây, không sao cả. À, đó là ưu khuyết điểm đó hả? Dạ. Có ưu điểm gì là vui vẻ hòa đồng? Chỉ là em có trách nhiệm trong công việc. Ví dụ như là cấp trên mà giao việc đó cho em thì em sẽ cố gắng hoàn thành. Ok. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì thành ra là của em nó nằm ở trong công việc thôi. Còn điểm yếu thì em hơi bị lầy lội. Kiểu như em đùa nó cũng rất là nhây. Cái thứ hai là nói chuyện cũng ít có duyên lắm, nên là chị em hay khen là được cái vô duyên. Mà biết vậy mà vẫn cứ thích nhây. Vui mà chị. Đẹp mà được cái vô duyên á, phải không? Chắc vậy đi. Nó chứ chị chưa thấy gì vô duyên, nhiều khi nói thôi bạn này có cái tính khiêm tốn. Cái tật xấu của em đó là hay quên. Kiểu như công việc, cái việc này việc kia nó nhiều quá. Ví dụ như mình có hứa với bạn mình hôm nay sẽ đưa đi chơi hoặc là kiểu vậy. Trời ơi, cô này cô hay giận lắm á. Em hứa với cổ mà em quên là chết luôn á. Em ưu tiên công việc nó nhiều hơn. Mà sau đó rồi có xin lỗi, có nào tìm tới, có bù đắp lại cho người ta không? Nếu bạn nó nhắc lại thì đắp gì, còn không thì thôi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ, cũng cái tuổi này em nghĩ là cũng hợp lý thôi chị. À, muốn lấy vợ thì phải đầu tư vô một chút xíu. Giống như muốn làm ăn mà muốn có lời á, thì phải đầu tư vô đúng không? Dạ. Thì trong tình yêu cũng vậy. Muốn có được hạnh phúc thì cũng phải có đầu tư, không có gì ngồi khơi khơi mà tự nhiên nó tới đâu nha cưng nha. Yeah. Đặc biệt là chăm sóc phụ nữ khó lắm, khó hơn chăm sóc khách hàng nữa. Sau khi mà em nghe ảnh cái tật xấu của ảnh mà hay quên, mà quên hẹn hò với bạn gái luôn, em thấy sao? Quên thì em thấy là cũng hơi không được rồi. Em có thể sẵn sàng nhắc ảnh không? Vì ảnh lo sự nghiệp mà, cái tương lai cũng tốt cho hai đứa thôi. Ví dụ ảnh quên thì em nhắc ảnh được không? Dạ được. Được ha, mình không cần xét nét câu nệ mấy cái đó. Nhưng bạn gái nhắc thì mình phải nhớ cải thiện nha. Yeah. Em trải qua mấy mối tình rồi? 5 mối tình rồi chị. Mối tình nào mà sâu đậm nhất? Sâu đậm nhất là cái tình đầu của em cũng được 2 năm. 2 năm. Sâu đậm hơn, cái sâu đậm nhất nữa, em gọi là sâu đậm đặc biệt đấy. Là cái mối tình vừa đây khoảng gần 1 năm, cũng gây được 2 năm chị. Lý do tại sao chia tay? Đa em nghĩ là lý do là tại do em thôi. Em thiếu quan tâm đến cái cảm xúc của người con gái mình. Ngay lo công việc không rồi không có quan tâm đến bạn gái đúng không? Vậy thì mình phải rút kinh nghiệm cho lần sau. Dạ. Giống như nãy chị nói rồi, một cái mối tình mới mình cũng phải bỏ thời gian chăm chút thì nó mới phát triển được.
đàn ông thì có sự nghiệp là rất tốt. Nhưng mà ăn thua mỗi thời điểm thì mỗi cái giá trị cuộc sống nó khác nhau. Khi mình ổn định cái sự nghiệp rồi, mình cũng phải nhín một chút cái thời gian để mình xây dựng cái hạnh phúc. Muốn đầu tư có lãi là phải đầu tư, phải bỏ vốn nha cưng. Không có ngồi khơi khơi mà có lời được đâu. Em trải qua mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào. Lý do tại sao? Thời sinh viên thì em chỉ lo học chứ em không có nghĩ đến chuyện yêu đương. Còn bây giờ đi làm thì môi trường của bên em thì nữ nhiều hơn nam. Còn nếu mà có nam thì một là nhỏ tuổi hơn em, hai là có gia đình hết rồi. Có thể một phần là do em cũng hơi lười đi chơi. Trời ơi, một anh thì hay quên hẹn hò bạn gái, một cô lười đi chơi rồi làm sao? Vậy là chưa nắm tay ai bao giờ hả? Chưa hôn ai bao giờ hả? Chưa. Trời ơi, sao mà thiệt thòi dữ vậy không biết. Sao cười? Cười chủm chỉm cái gì? Nghe cổ 29 tuổi mà chưa có một người bạn trai nào hết, em thấy sao? Em thấy em lợi. Lợi? Lợi gì không? Em được 4-5 lần rồi, bạn ấy chưa được. Em thấy em lợi. Em lợi, nhưng mà vậy phải trân trọng, phải quý người ta nha. Dạ. Không ăn hiếp người ta nha. Dạ. Yêu thương là phải chân thành nha. Mẫu người mà em mong muốn là người như thế nào? Em vẫn nghĩ là mình luôn mong muốn tìm một người phụ nữ có một cái định kiến trong công việc nó rõ ràng, kiểu như là mình đam mê công việc đó và mình cố gắng theo đuổi công việc đó. Bạn ấy đảm đang chút, công dung ngôn hạnh ha, thiêu thùa nấu nướng á, phải không, chăm sóc con cái gia đình, mới thương chút là được chị. Mình nghĩ mình có phải là mẫu người như vậy không? Em nghĩ chắc em chỉ đạt chắc khoảng 60% thôi à. 60% thôi. Nhưng mà em có phải là một cái người có sự quyết tâm và có cái lập trường trong cái công việc của mình, trong cái sự nghiệp của mình không? Em muốn như thế rồi em sẽ làm như thế, chứ em sẽ không có thay đổi theo ý kiến gì khác. Về ngoại hình? Là con gái là được rồi chị. Trời ơi, không lẽ tôi mai mối cho ông con trai? Em không có quá nhiều yêu cầu về ngoại hình, tương đối là dễ nhìn được rồi, răng miệng còn đầy đủ được rồi chị. Dạ. Ok rồi, tiêu chuẩn của em như thế nào? Em thích mẫu bạn trai là cao khoảng 1m7, không gia trưởng, không vũ phu, với lại có chí cầu tiến. Anh này thì rất cầu tiến rồi đó. Với lại em không thích con trai hút thuốc. Con hút thuốc không em? Chưa bao giờ chị. Chưa bao giờ. Có vũ phu không? Cái đó phải có vợ mình mới biết được chứ không chị? À, có khi đó giờ chưa bao giờ đánh phụ nữ. Em có đánh em gái một lần. Hôm nay em đi ghi hình với ai? Dạ, với em gái em luôn. Bạn nhỏ bị đánh á hả? Dạ. Đánh mạnh không? Cũng mạnh đó chị. Đánh ở đâu? Đánh ở đâu đó chị. Lúc đó là em gái em bao nhiêu tuổi? 16 đó chị. Bị tội gì mà bị em đánh vô đầu? Hello cưng. Trời ơi, bị anh trai đánh mà bữa nay đưa anh trai đi kiếm bạn gái luôn hả? Dễ thương quá à. Sao đánh vô đầu không nhỏ vậy? Thì đó, nó nhỏ nó bướng đó chị. À. Dạ. Là chứ ngoài em gái là chưa bữa nay hết? Dạ, đánh nó lần rồi tới giờ không đánh lại ai hết. Không đánh lại. Rồi ok, 1, 2, 3, 4 chàng trai. Em hãy nhìn xem 4 chàng trai này ai là anh ấy. Rồi đưa hình của em chị coi. Của em hơn bao nhiêu người. Cô ấy là ai? Cho ảnh một cái gợi ý đi em ơi, hình em đông người quá. À, cao trên 1m6, có đeo kính. Đây. Để coi. Trời ơi, gợi ý hay quá, có một tấm hình, có một mình cổ đeo kính à. Rồi bên đây chọn ra chưa? Đây đúng không chị? Đây hả? Ai cho cổ cái gợi ý đi. Em muốn nhận biết anh rất là dễ. Có một câu thôi, đó là mọc. Nhìn này, kế bên. Em thích người mà bọn có ngoại hình như thế nào? Em chỉ cần cao hơn em thôi chứ mập ốm gì cũng được. Cao hơn và mập ốm gì cũng được. Dạ. Mà tại sao nãy em chỉ vô cái anh giống như ông nhắc vậy? À, em nghĩ chắc là em thấy bạn nó cao. À, là thấy bạn nó cao. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đón chờ xem. Và bây giờ mở cửa trái tim. Chào em. Sao mình đoán đúng không em? Đúng. Đúng à, lần sau mới đúng nha. Nhờ anh nói mập mới đúng chứ. Không là đón anh đúng nhau lắm nhất rồi. À... Anh có cái con heo này tặng em. Trời ơi, ông mập rồi, ông tặng người ta con heo. Dạ, cảm ơn. Sao vậy, muốn bạn gái giống heo luôn hả? Học nó giống em chị ạ.
Mỗi lần nhìn con heo là nghĩ tới anh là được. Nhìn con heo là nhớ tới ảnh ha, rất là dễ thương. Và bây giờ thì chương trình sẽ mời hai bạn thưởng thức món cơm kim chi của nhà hàng Mr. Stick. Nhớ có cái điều gì cần trao đổi thì trao đổi hết để chúng ta có một cái quyết định đúng đắn ở cuối chương trình. Xin mời hai bạn, hãy tự nhiên nha. Này em nói em sống ở Quảng Ngãi hả? Dạ, em là đến từ Quảng Ngãi nhưng mà hiện tại em sinh sống ở đây là được hơn 10 năm rồi. Em ở đây với ai? Dạ, em ở với hai đứa em của em. Ủa nhà anh là có mấy anh chị em? Nhà anh là có 5 anh chị em. Anh là đứng thứ 3. Em đang công tác ở đâu? Hiện tại em đang làm ở trung tâm y tế quận 3. Anh nghe nói mấy người mà làm bên chỗ đó đó, nhìn đâu cũng thấy vi trùng đó. Cũng không đến nỗi vậy đâu anh. Có thể là sẽ kỹ tính hơn trong vấn đề ăn uống thôi à. Thế thì anh rảnh đó, em hay làm cái gì? Em ở nhà em luyện phim. Ồ. Còn anh có làm gì không ạ? Công việc của anh thì nó tốn hơi nhiều thời gian. Rảnh thì chủ yếu ở nhà ngủ. Nghĩa là lâu lâu cũng đi chơi với bạn bè, thăm gia đình. Nhưng công việc của anh thì chắc đâu có phân biệt là ngày thường hay là cuối tuần ha. Anh cũng tự được kinh doanh á, nhưng là công việc nó cũng khi nào nó xong vậy thôi, nó không có phân biệt ngày tuần hay ngày tuần. Anh ở Vũng Tàu á, là anh ở khúc nào? Anh ở trong trung tâm thành phố Vũng Tàu luôn. Nếu có dịp mà em đi ngang qua đó thì alo anh mời em cà phê hoặc là ăn hải sản gì đó. Dạ. Hải sản Vũng Tàu là ngon rồi. Chứ anh làm thì còn khoảng thường mấy giờ, từ mấy giờ đến mấy giờ? Thế giờ giấc làm việc của anh thì nó không cố định. Nó bắt đầu tầm 7 giờ sáng. Kết thúc thì nó tùy vào công việc. Thực ra là anh nghĩ là con gái nào mà người ta chấp nhận được cái giống như anh nói là cái thứ tự ưu tiên của anh á, người ta cũng phải vĩ đại lắm á. Chắc cũng hơi khó đúng không? Tại vì thường con gái thì vẫn muốn là mình đi quan tâm mình hơn, đặt mình cao hơn là công việc. Hồi sáng anh đi lên đây nên là chưa ăn gì hết á, đói bụng quá. Em mới ăn được nửa chén cơm mà. Tại cũng trễ giờ, đặt chạy, sợ trễ. Trời ơi, ăn nhiệt tình quá. Mập rồi. Trời ơi, ăn bò thôi, ông bút sạch hộp cơm luôn thiệt á. Cơm ngon lắm hả em? Cơm kim chi ngon lắm hả? Được vậy, ngon. Rồi nãy giờ nói chuyện được nhiều chưa? Hay lo ăn không? Vậy ăn vừa nói gì? Quan niệm của em về tình yêu, về hôn nhân là như thế nào? Theo em nghĩ á, khi yêu thì phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ. Em nghĩ sau này nếu kết hôn em có vợ thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc chắn là vợ rồi chị. Trẻ nhưng mà cũng quyết đoán lắm đó nha, suy nghĩ chín chắn lắm đó nha. Tao làm ông chủ đâu, không phải đùa đâu. Bây giờ chị Tường sẽ có một cái mini game nhỏ nhỏ dành cho hai bạn nha. Trên tay chị Tường là sẽ có những cái câu hỏi. Các bạn hãy bóc một cái yêu cầu trên này và hãy yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này. Ok? Mời em bóc trước. Bạn hãy ôm tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Rồi. Dính đồ ăn lên tay người ta đi, chùi miệng đi. Chùi đâu chị? Chùi rồi. Rồi. Hãy hôn tay cô ấy đi và cảm nhận như thế nào? Sao? Ngon không? Người ta chưa có nắm tay, chưa hôn, chưa có mối tình nào đó nha. Em đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Xem nó làm sao đó chị. Nó không thấy gì chị, chắc phải làm lại. Rồi làm lại luôn. Hồi nãy chưa có uống nước. Thế trong miệng còn mùi cơm không à? Tham quá nha ông. Sao? Cũng chưa thấy gì hết. Tôi quýnh một cái chết bây giờ. Rung gì ạ? Ai rung? Em. Em hôn tay người ta mà em rung. Bàn tay của bạn theo kiểu là người phụ nữ cũng chăm làm việc. Nó cũng rất là cứng. Tay cứng hả? Đâu đưa coi. Mềm má. Trời ơi, tay tôi mới cứng nè. Một người phụ nữ chăm làm việc hợp với mẫu người bạn ấy tìm, cho nên bạn ấy tưởng tượng như vậy đó. Làm tôi bối rối quá. Đọc lớn lên. Thử dự đoán đối phương có ghen không cụ thể. Em nghĩ là nếu mà khi mà yêu thì chắc chắn phải có ghen rồi. Anh này chắc... Nhìn kỹ ảnh nha. Không phải là ghen nhiều đâu. Cái mức độ ghen nó vừa phải á. Tại sao em lại đoán như vậy? Em cũng không biết, em cảm nhận vậy thôi. Ủa, đoán em có đúng không vậy? Nói về ghen thì thật sự là mình thấy bạn mình mà đi với người khác là mình cũng có đúng chút chị. Nhưng mà theo kiểu là mình sẽ hỏi
Tức là mình sẽ trao đổi trước khi mà mình quyết định cái việc đó là mình có nên ghen hay không. Ủa cũng đoán đúng rồi, ghen mà ghen vừa vừa chứ cũng không phải là ghen quá đúng không? Dạ. Em ví dụ em quen với cổ, em có cho cổ đi hẹn hò gặp gỡ bạn bè, cà phê cà pháo tán dốc đồ nói chuyện chơi với bạn bè không? Chắc chắn là phải có với chị. Khác phái nha. Thế là sao cũng được, nhưng miễn sao là cô ấy chủ động nói cho em biết kiểu như vậy. Chứ còn để mình vô tình mình biết được thì nó lại không hay. Còn em, em có cho ảnh đi chơi với bạn mà khác phái không? Đi nếu mà đi chơi thì cũng được, nhưng mà ví dụ như là cũng phải cho em biết, chứ đừng có để mà để em phát hiện ra thì có thể là em sẽ nghĩ theo cái chiều hướng hơi tiêu cực. Hai bạn tôi thấy cũng là tâm đầu, những người có những cái suy nghĩ hiện đại, không có quá ghen tuông, không quá là khó khăn, nhìn thẳng vào nhau, cười, hãy nói cho nhau biết suy nghĩ thật sự của mình trong lúc này, mình đang cảm nhận điều gì. Em cảm nhận về anh thế nào? Trời ơi, em nói cảm nhận của mình chứ không phải là em hỏi người ta cảm nhận như thế nào. Anh thì anh thấy em cũng rất là hiền, có một chút khó tính á, nhưng mà về cơ bản rất hiền. Cái nữa là cũng khá là nhìn sơ thôi, anh nghĩ em là người con gái chịu khó làm việc, cảm xúc của em là rung. Rung là rung người, trái tim em có sao xuyến, có rung động gì chưa? Dạ có chị ạ. Em thấy cô gái này có thể hợp với em được bao nhiêu phần trăm? Khoảng 75-80%. Nhiều vậy? Ê, vậy em giảm xuống rồi. Trời đất ơi, em không có lập trường như vậy. Em thì em cảm giác bạn trai này thì có chí cầu tiến, thì cũng hợp với cái tiêu chuẩn của em. Cái thứ hai là thấy bạn cũng hiền. Dạ, hết rồi ạ. Hết rồi ạ. Thôi, quyết định của các bạn sẽ được mọi người biết sau 3 tiếng đếm của các tường. Thật sự trái tim ta rung động mới bấm nút. Bấm nút là trao cái duyên của mình đi. Mình đã ế rồi mà lên đây mà bấm nút mà không thật sự rung động nữa là mất cái duyên của mình thêm một lần nữa. Suy nghĩ ra thật kỹ cuộc nói chuyện của chúng ta từ nãy đến giờ nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Chói quá ha, chói mắt quá ha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ cảm nhận lại là mềm hay cứng nha. Giờ nắm kỹ thấy nó mềm chị. Ăn cơm lau miệng sạch chưa? Sạch rồi chị. Hãy tặng cô ấy một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ. Và em lưu ý giùm chị Tường, cô gái này chưa bao giờ được hôn nha. Em có đồng ý cho anh hôn một cái không? Có đồng ý không nha? Cảm nhận như thế nào? Phê gì? Chị Tường mong là bạn phải trân trọng cái mối tình này nha. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian để mà quan tâm chăm sóc đến cô ấy. Gửi tặng hai bạn đây là những tấm vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Và đây là một cái voucher của nhà hàng Mr. Steak gửi tặng cho hai bạn, gồm có là 2 set cơm bò cây Hàn Quốc và đồ uống cho cặp đôi của hẹn ăn trưa. Hồi nãy hộp cơm ăn chưa hết tiếc nuối đúng không? Chút xíu dẫn nhau ra quán ăn nha. Rồi chúc mừng hai em, nắm tay nhau đừng có buông tay ra. Chứ gì đã buông ra rồi. Nắm hoài luôn không có được buông nữa nha. Bạn này cao quá chị ơi. Bạn này cao quá hả? Em muốn cao mà. Nhón lên. Thì nhón đi. Nắm được cái tay này nó phải co vậy. Cố gắng nha. Dễ thương lắm đó. Thưa quý vị, Tường rất là vui vì ngày hôm nay đã thành công rồi quý vị ạ. À. Và Tường có cái cảm giác rằng cặp đôi này rất là xứng đôi với nhau. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi để xem bao giờ thì họ sẽ báo tin vui cho chương trình nhé. Quý vị nhớ đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa vào khung giờ rất là quen thuộc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò, nhớ ấn subscribe, theo dõi kênh và ủng hộ cho chương trình quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Con mèo dễ thương, em kêu meo meo thử coi. Meo 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 meo. Hồi lúc còn nhỏ thì em dự định là 25 tuổi em lấy chồng. Xong tới 25 tuổi thì em vẫn chưa có bồ. Xong rồi em giờ deadline 27. Xong rồi năm sau là em 27 rồi nè.
Cát Tường và Hứa Minh Đạt hôm qua chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Và Cát Tường xin thay mặt chương trình cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Chị Tường ơi, ơi, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau. Ồ, hôm nay em thấy chị đẹp không? Quá trời xuất sắc. Thấy rực rỡ không? Quá trời xuất sắc. Đó là điềm lành, hôm nay chúng ta sẽ mai mối được cho hai cặp đôi. Dạ. Bởi vì em biết sao không? Sao chị? Chị lang thang trên mạng, chị thấy có rất là nhiều trái tim đang cô đơn giống như chị vậy đó. Dạ. Mà chị đã cô đơn rồi nên chị muốn tất cả mọi người phải có đôi có cặp. Wow, chị hy sinh đó em. Quá dữ. Em sẽ giúp chị hết mình được. Yeah. Kính thưa quý vị, và bắt đầu cho công việc của ông Mai Bà Mối ngày hôm nay, xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai nhân vật nam của chương trình. Rồi, chào hai bạn. Rồi, vào vị trí của mình ngồi nha. Quá trời luôn. Rồi giờ một tràng pháo tay để đón mừng hai bạn nữ, hai bạn gái của tôi. Rất trẻ trung, rất năng động. Ổn định vị trí rồi Tường ơi. Các bạn nữ của em rất là trẻ trung và năng động. Chúng ta phải nhanh chóng thôi. Chúng ta sẽ đến phần giới thiệu của bạn trai ngồi ở chiếc ghế màu xanh. À, em tên gì? Em tên là Trần Lê Cường. Trần Lê Cường. Dạ. Yeah. Hiện tại thì em 32 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Là từ Bình Phước xuống đây tham gia chương trình phải không? Dạ đúng rồi, em đi từ 3 giờ sáng. Đi từ 3 giờ sáng? Dạ, dạ. Rồi hôm nay là về luôn, hôm nay ở lại chơi? Dạ, hôm nay đi thì đi là phải dắt bạn gái về chị. Dắt bạn gái về chị. Trời ơi, ở đâu mà dắt về liền, mới quen sao ta chịu đi về Bình Phước với mình liền. Không phải từ từ ở đây chơi với người ta mấy bữa rồi người ta mới đi theo mình chứ. Đúng không? Rồi bây giờ Cường là làm công việc gì Cường? Dạ, hiện tại thì em là thạc sĩ kỹ sư năng lượng tái tạo. Ở đâu mà có nắng có gió là có em. Năng lượng tái tạo là làm năng lượng mặt trời phải không? Dạ đúng rồi, năng lượng mặt trời với năng lượng gió. Mình làm ngành này lâu chưa? Học trong trường và làm rất lâu rồi chị. Có mở công ty riêng về cái lĩnh vực này. À, vừa thạc sĩ mà vừa học bài bản làm một chuyên môn. Dạ. Mà có công ty riêng. Dạ. Chắc là thu nhập cũng ổn định đúng không em? Dạ, cũng ok chị. Ok ha, dạ. Đó, tôi khoái hai cái từ ok đó. Làm cho bạn gái chúng ta sẽ cảm thấy phấn chấn tinh thần thêm rất là nhiều. Dạ. Rồi, thế còn điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Chịu khó, có rất là cầu tiến. Luôn luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu. Trời ơi, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Còn dạ. Cái gì điểm yếu mà điểm yếu của em thì em ít nói, cũng cũng không nói được nhiều. Thôi vậy kỳ vậy, cũng được lắm mà. Em thì cũng không có khiếu về âm nhạc nhưng mà em biết làm thơ. Rồi, đó là một vài thông tin của chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu xanh. Cường đã giới thiệu rồi, bây giờ cô gái ngồi ghế màu xanh nè. Em giới thiệu về mình đi. Thì em tên là Cẩm Hiếu, em sinh năm 1995. Hiện tại thì em đang làm trong lĩnh vực media. Ngoài ra thì em có làm MC và làm voice talent nữa. Wow, quá trời nghề vậy. Dạ, chị em nhiều nghề lắm. Bây giờ em ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Quê em thì ở Tây Ninh ạ. Ưu điểm và nhược điểm của em là gì nè? Ưu điểm hả? Em thấy thì mọi người thường hay nhận xét em là khá là tự tin. Khá tự tin. Rồi một chút sáng tạo nè, có khả năng thích nghi rất là nhanh. Điểm yếu là gì ta? Thông thường thì em không có kiểm soát được cái giọng nói của mình khi mà tâm trạng của em không có được vui. Wow. Cái đó là mọi người hay nhận xét về em như vậy. Tại vì khi mà em không có hài lòng cái gì đó, hoặc là khi em không có vui cái chuyện gì đó, thì em nói chuyện em cảm thấy rất là bình thường. Nhưng mà mọi người nói là sao lúc nãy mày cọc dữ vậy? Em nói là không có cọc. Xong rồi những lần sau thì những lúc em vậy mọi người quay video lại cho em coi, xong em mới ôi nhỏ này kỳ ghê. Thì em mới nhận ra là những cái lúc mà em không vui thì cái tông giọng của em nó hơi khác bình thường một chút. Nếu mà xét về chuyện tình cảm thì hiện tại thì em có hai con. Có hai con. Cái gì? Dạ, hai con mèo. Hai con mèo. Ôi trời ơi. Cho nên là đâu còn trẻ mà trẻ cao vậy chứ. Em xin biết nhấn nhá mà. Có hai con mèo cho nên là em đi đâu em cũng nghĩ về hai con mèo hết á. Hai con mèo em tên gì? Dạ, một con tên là Bô, một con tên là Bu. Em đi chơi hoặc là em đi đâu đó em cũng tranh thủ lẹ lẹ để em về coi hai con mèo của em có ổn không. Cái đó điểm yếu em hả? Dạ, đó là điểm mạnh của em, yêu thương động vật. Nhưng bởi vì yêu thương động vật cho nên là em không có dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ xung quanh. Và rồi đó bây là giờ thí dụ như có bạn trai, hôm nay có bạn trai rồi thì thời gian nào dành cho bạn trai? Vẫn có thời gian chị. Nhưng mà không phải là lúc nào cũng mình cũng đi ra đường đi chơi rồi này kia. Thì em và bạn trai có thể ở nhà chơi, nấu ăn. Em chơi nấu ăn mèo luôn. Đúng rồi. Ví dụ có bạn trai thì là bạn trai sẽ nhỉnh hơn con Bô, con Bu, hay là con Bô, con Bu và bạn trai em bằng nhau hết?
Tình thương thế cái nào? Đó là sẽ về thời gian anh. À. Thời gian ban đầu thì chắc chắn là sẽ không thể nào bằng hai con mèo để sống trời được. Ôi chết trời. Căng rồi. Vậy này hơi căng căng rồi, phải phải vượt qua hai cái cửa ải nha. Đẹp trai cao ráo của tôi mà không bằng hai con mèo ở nhà là chết rồi. Trời ơi, thôi được rồi, để đó đi, từ từ tính hai con mèo nha. Bạn nói quá coi chừng người ta qua ta trộm mất hai con mèo đó. Bạn đúng không? Rồi, bây giờ chàng trai ở ghế màu đỏ, em giới thiệu nè. Em tên là Quỳnh Hữu Hùng, em sinh năm 1994, quê em ở Bến Tre. Hiện tại công việc của em là diễn viên tự do và là huấn luyện viên võ thuật. À, võ thuật là võ gì, môn gì? Môn võ cổ truyền, Muay Thái, Kickboxing. Cái đó là do gia đình mình là có truyền thống cái nghề đó hay là mình đam mê rồi mình đi học? Dạ không, gia đình em không có truyền thống thì em tự học. Em tự học? Dạ. À, rồi bây giờ là mình đi có đi dạy võ hả? Dạ. Dạy ở đâu? Trường võ Bến Tre. Ủa gì, làm diễn viên ở Sài Gòn đi dạy võ ở Bến Tre? Dạ, có nghĩa là những lúc này mới đi phim thường thôi, còn lúc trước thì thỉnh thoảng thời gian rảnh thì mới đi phim. À, có đi phim thì chạy lên trên đây, còn dạ, không đi phim thì về Bến Tre. Dạ. Nếu vậy thì lên Sài Gòn thì mình ở đâu? Dạ, em ở quận 7, Quỳnh Trấn Phát. Ờ, điểm mạnh yếu của em là gì nè? Dạ, điểm yếu của em là kén ăn, không có hay lắm. Dù như em cũng không ăn được mỡ, da. Rồi điểm mạnh của em thì về những cái công việc của em mà em yêu thích. À, điểm mạnh là việc mình yêu thích, còn ngoài dạ, cái việc mình yêu thích là yếu hết. Cũng được thôi. Cũng được thôi. Có vẻ hiền lành. À, cô gái, một ghế màu đỏ hay giới thiệu mình đi nè. Em tên là Nguyễn Phương Vi. Phương Vi. À, em sinh năm 2002. Em thì hiện tại đang là sinh viên Bảo Lưu Văn Lan ngành thiết kế mỹ thuật số. Và học thêm song song một trường kỹ xảo điện ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em có làm bên cộng tác viên bên trường kỹ xảo điện ảnh của em. Với lại là em đang xin thực tập ở một studio về game trên thành phố. À, vừa học vừa làm đúng không? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, quê quán của em ở Tây Ninh. Tây Ninh. Với chị luôn ạ. Trời ơi, đồng môn. Dạ. Thế mạnh và thiếu em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em rất là thích vẽ. Em cũng thích đọc sách, kiểu em khá là khó tính trong công việc. Nhưng mà đó cũng là điểm yếu của em luôn. Tại kiểu làm việc nhóm, khi mà em làm nhóm trưởng thì cũng có vài bạn nói kiểu em khá là khó tính kiểu vậy. À, thì công việc thì mình phải là trau chuốt cho công việc của mình thì mình mới khó đúng không? Dạ. Cái điểm yếu của em đó chính là cái cơ mặt của em nhìn rất là cọc. Mặc dù em không có ý gì hết, nhưng mà nhìn mặt bình thường vẫn cọc. Và thậm chí đâu là... em làm mặt vui cho anh coi. Đó, vẫn vui mà, đâu gì đâu cọc. Tại em chưa có niềng xong nên là em bị ngại ấy. Em rất là ít cười. À, lúc mà em làm việc em cứ kiểu quay trở lại với tình chuyện tình trường ha. Vì mình sẽ bắt đầu tiếp tục từ anh chàng ở ghế màu xanh. Rồi tình trường của em thì sao? À, trải qua mấy mối tình rồi em? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì sinh viên. Cái đó thì không tính. Và mối tình thứ hai thì quen được 6 năm rưỡi, gần cưới thì họ đi theo người khác. 6 năm rưỡi? Dạ. Mà gần cưới họ đi theo người khác? Dạ, chắc là say nắng chị. Em biết không, trước đó có biểu hiện gì trước đó rồi gọi là để cho mình đánh động mình chưa? Dạ, thì biểu hiện thì cũng ít quan tâm, ít nhắn tin. Bạn đó ở Sài Gòn, còn em thì làm việc ở Bình Phước. Nên là nó cũng hơi xa nên là nó nhiều khi cũng xa mặt cách lòng. Dạ, ha. Xa mặt cách lòng. Dạ. Cuối cùng là người ta tự nói cho em biết hay là em phát hiện cái gì hay như thế nào? Đến cao trào á thì mình mới tìm hiểu ra thì biết là người ta đã say nắng một người khác. Dạ. Thì cũng có níu kéo, cũng nói chuyện rất là nhiều, thuyết phục nhưng mà không thể. À, câu chuyện này cách đây lâu chưa? Cách đây cũng hơn một năm chị. Nhưng bây giờ có còn nhớ cổ, còn thương cổ không? Dạ, nếu mà nhớ thì em không lên đây chị. À, nếu nữ đâu nói là đương nhiên phải nhớ là chết luôn à. Là coi như một năm nay là chưa có mối tình nào thế là khác hết. Dạ, đang ế chị ơi. Vẫn đang ế. Dạ. Đồng ý. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? À, 0.5 truyền thống mà 1/2 hiện đại chị. Ghê vậy? Thông số quá vậy? Dạ. Số những thông số phức tạp quá. Thông số phức tạp. Cho tôi được không ạ? 0.5 truyền thống mà 1/2 hiện đại. Dạ. Thì tôi nói 50-50 đi cho nó rồi. Ông cũng chơi chữ với tôi, gặp tôi dốt toán nữa. Vậy là ở trên mặc áo dài với mặc quần hip hop. Chắc dạ, vậy á. Dạ, không đến nỗi vậy đâu. Chủ yếu là liên quan đến tính cách thôi. Dạ. Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Dễ thương là được. Dạ. Có cần cao, cân nặng đồ không? À, chiều cao 1m55 trở lên. 55 trở lên. Em cao mét mấy? Em cao 1m72. Dạ. Chuẩn ha. Rồi. Ok. Em hãy tâm sự chuyện dạ, của em sao nè. Cũng rất là tình cờ là tới bây giờ em cũng chỉ có một mối tình thôi. Vẫn một mối tình duy nhất dắt dài.
Và mối tình đó cũng kéo dài 6 năm. 6 năm, vì sao hai người chia tay? Hồi đó hai đứa chỉ đến với nhau là nói chuyện với nhau vui. Bạn nó học giỏi, bạn chỉ mình. Còn sau này thì hai đứa dần dần có những cái suy nghĩ khác nhau và đi hai cái con đường khác nhau. Và em thấy là dần dần em và bạn trai cũ của em á, giống như một cái hình chữ V luôn. Và không có đường quay lại. À, những khoảng cách. Và ai là người nói lời chia tay? Dạ em. Rồi bạn ấy có níu kéo gì không? Dạ có chứ. À, có níu kéo rất nhiều nhưng mà em quyết tâm. Em có ngại yêu xa không? Dạ có. Tại vì hồi trước khi mà em quen bạn trai cũ của em á, thì hai đứa cũng yêu xa. Tại vì lúc em học lớp 10 là anh học lớp 12, xong sau đó anh lên đại học là bắt đầu yêu xa rồi đó anh. Cho nên là em không thích yêu xa nữa. Tại không vì em thích yêu xa nữa hả? Em là một người khá là tình cảm và em cũng cần tình cảm. Cho nên là em cảm giác là em không thể yêu xa được. Em là năm nay nhiêu tuổi? 95 dạ, em 26 chị. 26 rồi, muốn khi nào lấy chồng? Hồi lúc còn nhỏ thì em dự định là 25 tuổi em lấy chồng. Xong tới 25 tuổi thì em vẫn chưa có bồ. Xong rồi em giờ deadline 27. Xong rồi năm sau là em 27 rồi nè. Em vẫn chưa có bồ luôn. Thì em giờ deadline tiếp là tầm khoảng năm 29-30. Thì thí dụ như bây giờ bữa nay em có bồ thì sao? Nếu mà có bồ thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu. Và ý là tìm hiểu xem là thuận duyên thì lấy luôn. Dạ đúng rồi. À, chốt đơn luôn đúng tại không? Tại vì gia đình cũng đã rất là hối rồi. Nghĩa là bây giờ không phải là mình gấp, nó quá gấp gáp. Dạ. Nhưng mà nếu mà có người chân thành mà mình thích thì lấy là cũng lấy được đúng không? Đúng rồi, để vậy cho người ta yên tâm. Dạ. Nhưng mà bây giờ nhiều khi cái người ta xa xa một chút mà người ta đầy đủ điều kiện, người ta tốt thì tuy xa mà gần. Có nghĩa là mình sẽ tranh thủ mình rút ngắn cái thời gian mình tìm hiểu lại, mình về chung một nhà thì mình đỡ yêu xa. Về đi từ từ tìm hiểu tiếp, vừa yêu vừa tìm. Những cái mẫu người là thế nào nè? Con gái yêu bằng tay mà anh. Con gái yêu cho bằng nên là với em thì ngoại hình nó chỉ là cái thứ chính thôi. Em cực kỳ bị thu hút bởi một bạn nam có một cái chất giọng hay, trầm và điềm tĩnh. Tại vì hai cái đó là hai cái em không có. Bình thường nói chuyện rất là nhanh, vẽ lúc nào cũng nhoi nhoi á. Bây giờ là phải tập luyện hai chàng trai mà em phải nói tiếng mèo. Có chị thấy là có một người đó. Sai gần ăn thua trong lòng mình, trong trái tim của mình. Sự chân thật mới là đáng quý đúng không? Bây giờ nó cũng có nhiều cái công nghệ rồi thật. Có điều kiện thì hồi xưa em sắp xếp là sao? Vì đó là em mới còn đi học, em còn ăn tiền gia đình. Dạ. Đúng không? Bạn trai em đi làm cũng còn chưa có gọi là kinh tế ổn định. Thì đâm ra xa mà nó xa luôn. Còn nếu như bây giờ mình đã chủ động được cái đời sống của mình, nhất là những cái người chồng mà người bạn trai mà chủ động được kinh tế, người ta có điều kiện người ta đi lại thăm nom em thì nói chuyện tuy xa nó cũng sẽ là gần. Hai bạn bên đây tôi có nói thể gì được không? Được chị. Có thể kêu meo meo giùm tiếng được không ạ? Nào kêu đi, em kêu thử. Đó, dễ thương quá, con mèo dễ thương. Em kêu meo meo thử coi. Meo meo. Meo meo. Trời ơi, có hai con mèo anh vẫn ngon quá đi thôi. Trời ơi, tình yêu gì ghét bắt người ta làm mèo luôn à. Chàng trai ở cái đỏ nha, tình trường của em sao? Em có một mối tình sôi động lúc năm 2015. Mà cái lúc đó là em vừa lập nghiệp. Thì em không có mà có thời gian để mà bên cạnh người ta nhiều. Mối tình thì kéo dài cũng một năm mấy. Một năm mấy? Dạ. Rồi ai chia tay? Nói chung là hồi lúc đó thì từ từ xa nhau. Cũng có nói và bạn kia nói chứ. À bạn kia nói. Rồi em có níu kéo gì không? Là em đồng ý luôn, chia tay luôn? Cũng có. Nhưng hồi đó thì cũng muộn. Rồi. Còn mối tình sao? Dạ cũng vài tháng rồi chị, 2-3 tháng, tầm 2-3 tháng. Em phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao để mình rút kinh nghiệm cho cái lần sau chứ. Nói chung là những cái bạn đó thì không có chững chạc, không có lập trường á. Có nghĩa là cái tính thì cũng kiểu như là gọi là con nít mà quá đáng á. Cái đụng cái thì chia tay, đụng cái thì chia tay. Mệt ha. Dạ đúng rồi, mệt lắm. Dỗi đồ này kia hoài mình không có tìm. Tại mình ảnh hưởng tới công việc của mình rất là nhiều. Mẫu người lý tưởng. Dạ mẫu người lý tưởng thì đối với em thì chỉ là dễ nhìn, dễ thương, thì hiểu chuyện, chững chạc. Duyên bạn sao nè, chuyện tình duyên bạn sao? Mối tình chính thức thì 4 mối tình nhưng mà 4 mối tình. Wow, 19 tuổi 4 mối tình. Tan ta lăng tan tan tan. Nhưng mà thật chất thì chỉ là 2 mối tình thôi. Mấy khi là gió thoảng mây bay thôi. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu luôn. Là khi mà em học lớp 11 và anh ấy học lớp 12. Rồi lúc mà khi mà anh ấy lên đại học thì bắt đầu có khoảng cách. Em cũng giống chị Hiếu là em rất là sợ yêu xa. Rồi ai nói lời chia tay? Dạ, ảnh là người nói lời chia tay. Là ảnh nó nói bận học quá ha. Để anh tập trung học, không có lo lắng chuyện tình yêu nữa. Dạ. Là mối tình đó bao nhiêu lâu? 1.5 năm. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Do em cao 1m52 thôi. Nên là em muốn cải thiện. Nên em muốn phải một người khoảng 1m7. Trời, là anh muốn là 1m7 chứ. Tính tình
chững chạc với trưởng thành, đôi khi mấy bạn bảo em già trước tuổi. Ok, dễ ẹt có luôn. Nhưng mà trước khi cho mấy bạn coi mặt nhau thì bây giờ cùng hỏi ý kiến của người thân. Người thân ở bên dưới ngồi cười tủm tỉm nãy giờ. À rồi bây giờ xin chào anh trai bên kia nha. À mình là đi theo ủng hộ ai vậy anh? Xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt và cùng hai em gái tham dự chương trình. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là anh rể của em Cường. Dạ. Cường ngồi ghế xanh. Cường. Còn đây là cháu của Cường, con trai. Dạ. Tôi hôm nay tôi đi là gánh vác trách nhiệm cho ông già vợ gãy gắm. Đi hôm nay làm sao kiếm được một gì đó để về báo tin vui. Dạ. Cho ông bà già vợ vui. Thì nói chung hai cô bé đây rất là hiện đại, trẻ mà vừa tri thức nữa, nên xét về góc độ tôi thấy cũng rất là ok. Chỉ cho em mình được chọn cô thôi thì mình thấy cô nào phù hợp. Cái này hơi khó nha. Hơi khó. Bây giờ cho con trai. Con thấy cô ghế màu xanh với cô ghế màu đỏ. Con thích cô nào? Con trả lời thầy ba đi. Dạ cô xanh. Cô ghế màu xanh. Tại sao con thích cô gái màu xanh? Vì con ấy, nó hợp. Con nghĩ vậy thôi. Cảm góp ý cho. Cô ghế màu xanh thì thấy nó hợp. Cảm ơn con. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Đạt. Rồi. Dạ em tên Quý, em bạn của Phụng. Bữa nay thấy hai bạn nữ ở đây rồi góp ý cho người bạn cùng tiếng của mình chứ. Áo xanh nè. Áo xanh hả? Ghế xanh. Ghế xanh. Vẫn là ghế. Ghế xanh đúng không? Dạ tại vì em thấy cái lứa tuổi á cũng xem xét với bạn của em. Rồi cảm ơn Quý. Rồi chào em. Em tự giới thiệu em tên là Minh Phúc và hiện đang là bạn của cô gái bên ghế màu đỏ ạ. Ghế đỏ. Rồi. Cũng do em rủ ái nữ của em lên. Để ái nữ hả? Để sao, kiếm sao cho sao kêu bằng ái nữ kỳ vậy? Ái nữ là bạn em hả? Tại sao kêu bằng ái nữ? Tại vì nó thường hay pha trò với em, với lại em cũng hay mến nó. Nên em thường hay gọi như vậy. Có tính nghệ thuật cao thì em nghĩ là bạn ngồi ghế màu đỏ sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà do là khoảng cách về tuổi tác và cũng như là cái công việc thì em sợ là sẽ không phù hợp được. Em chỉ khuyên ái nữ của em vậy thôi. Còn tùy thuộc vào ý kiến của ái nữ. Ok, cảm ơn em. Rồi. Hôm nay ý kiến nhìn thấy nó rất là rõ ràng, dứt khoát, ngắn gọn. Rồi. Bây giờ khó lắm. Tại vì nữa, bây giờ phải... ai nữ còn nhỏ quá, ai nữ chưa biết lấy chồng nên làm cho ở dưới người thân cũng rất là hoang mang. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Cười đi ai nữ ơi, cười tươi lên con, cười tươi lên. Chào em. Chào em, chào hai em. Em tặng quà. Tặng đi con. Quà Bình Phước nha, quà Bình Phước nha. Đó. Cao 1m72 đó nha. Đó. Em tặng anh cũng tặng kìa. Cảm ơn em. Dạ. Em có quà cho anh chị. Có quà cho anh chị nữa. Dạ. Hả? Rồi, đợi cảm ơn em. Đâu, quà cho anh chị đâu. Chu đáo quá, ai cũng có quà hết trơn. Dạ. Quà đặc sản Bình Phước. Rồi, chị cảm ơn nha. Wow, rất luôn. Thôi cảm ơn em nhiều. Bình Phước một hộp đều nha quý vị. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi. Quá trời quà luôn. Em cũng có quà. Em có quà rồi, em tặng đi. Nói là em rất là thích vẽ nên là tối hôm qua em không ngủ. Wow. Em thức cả đêm em vẽ. Wow. Em ơi. Chị thấy rồi, chị thấy đẹp quá. Trời ơi, Tường ơi. Trời ơi, vẽ chị Cát Tường nè. Đâu gì Tường đâu. Em Nguyễn Phương Vi thân tặng diễn viên Cát Tường. Trời ơi, em Nguyễn Phương Vi thân tặng. Đây nè, chị đâu. Trời ơi, đi đưa quá trời luôn nè. Trời, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Em thấy là tuy là quà hơi trẻ con nhưng mà do là em là dân mỹ thuật nên là em mong rằng cái hộp màu này có thể tô màu cuộc sống của anh. Trời ơi. Cảm ơn em, nó dễ thương chứ sợ. Mình cũng có phần quà cho hai bạn. Thì tặng bạn màu hồng đi. Tặng bạn. Quà chứ nó quá ý nghĩa riêng hết trơn nha. Ngồi đi rồi bây giờ mình mới khai thác nè. Qua đưa quà mà còn nhấn mạnh này màu hồng. Ủa màu hồng với màu xanh khác nhau hả em? Dạ màu hồng với màu xanh khác nhau xíu. Khác chỗ nào? Nhưng mà màu hồng thì
nó về tình cảm một xíu. Màu hồng là nói về tình cảm một xíu. Ra coi coi bé. Khui đi, khui đi. Em cứ khui tự nhiên. Đó, em cứ khui đi, anh cho khui kìa. Coi có sách tựa gì nè, đọc lên nói nghe nè. Nói hơi kỹ ha. Đây, của em. Dạ, 99 bài học giành chiến thắng trong công việc. Tại vì hai cuốn nó đều như nhau cho nên em tặng cho hai bạn để mà giúp ích cho cuộc sống và công việc của hai bạn hơn. Vậy là chỉ gói cái màu hồng với cái màu xanh ở ngoài cho nó khác chút, nhẹ nhàng chút vậy thôi đó hả? Rồi, chị hiểu rồi. Rồi, bây giờ qua tới anh này. Sao vậy anh? Sao tặng một bên là bó hoa, bên miếng quà nó có ý nghĩa gì không Tư? Đặc sản Bình Phước. Đúng rồi, đặc sản Bình Phước là đúng rồi đó. Trời ơi. Tiếc quá em không mang đặc sản Tây Ninh luôn. Muối hả? Dạ, muối tôm. Muối tôm, muối tôm. Em cái ghế xanh cảm nhận như thế nào rồi khi nhận quà của anh ấy? Dạ, đầu tiên là em cảm ơn anh vì một bó hoa rất là đẹp. Và thứ hai nữa là hôm nay em tới chương trình hơi vội á, cho nên là em chưa có chuẩn bị quà kịp cho hai bạn. Cho nên là bây giờ em sẽ chắc là dùng lời ca tiếng hát đi. Wow. Wow. Em sẽ hát một đoạn nhỏ để tặng cho hai anh. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này, chẳng biết có gặp lại nhau không. Và thế là em đã biết nhớ thương, tình chút nhẹ nhàng vì đó vẫn vương. Anh tên là gì thế cho em làm quen nhé, mong hai ta cùng chung lối về. Tình bước nhẹ nhàng mình đến với nhau, chẳng có xa là nào giữa chúng ta. Từ giây phút mình tình cờ thấy nhau, trái tim như rung lên. Wow. Đặt thơ cưng. Dạ. Thế thì là giờ cảm nhận giọng hát của em gái như thế nào nè? Dạ rất là hay và rất là sáng. Rất là hay, rất sáng nha. Đọc thơ, xin mời quý vị lắng nghe. Anh xin tặng bài thơ này cho em. Anh là nắng, anh là gió, em là ngọn cỏ màu xanh. Giữa trời cao, nắng đỏ, em là hoa, em là ngọn cỏ màu xanh. Em quên mất. Đi qua đây cho nắm tay, chút có chút động lực. Đứng lên, anh tặng bài thơ này cho em mà. Riêng tặng cho em, nắm tay nhau rồi đọc đi cho nó dễ. Thuộc nè, bác sĩ ơi. Đó, bắt đầu chữ, bắt đầu chạy nè. Anh là nắng, anh là gió, em là ngọn cỏ màu xanh. Giữa trời cao, nắng đỏ. Nắng đỏ gì? Là hoa cỏ xinh tươi. Em ơi anh hỏi nhỏ, nhỏ đã mở lòng hay chưa? Anh là nắng, anh là gió, anh là để dành cho em. Có cầm tay, có ca thơ được như quý vị. Có cảm nhận như thế nào? Dạ, rất là ấm áp. Nói chuyện với người ta chứ phải là anh gặp em lần đầu tiên gặp em gì đó. Lần đầu tiên thì anh gặp em thì anh thấy em rất là xinh, rất là năng động. Có là 1/2 gì đó chứ không phải 5 gì đâu. Đủ tiêu chí cho anh không? Anh thấy em chiếm 100% hiện đại. Vậy là em không đáp ứng được tiêu chí của anh thôi. Nhưng mà anh thấy vấn đề đó cũng không là vấn đề. Anh có thể thay đổi mình. Đúng không? Dạ, cảm ơn bài thơ của anh, bài thơ rất là hay ạ. Rồi, cặp đôi xanh thì đã có phần diễn biến rất là ấn tượng rồi, và cặp đỏ tính sao đây? Hôm nay thì em cũng đang bị chấn thương cho nên em không có đánh được nhiều. Chấn thương đâu vậy? Chỉ vài đòn thôi, trời, trong lúc em tập các cái đơ á. Ủa, chuyện vài đòn chứ mình nói mình võ thuật nha, đâu có tin. Gió không nha. Đạt không lại có đạt. Đạt có được không? Sao cơ? Thế phần biểu diễn vừa rồi của ảnh như thế nào em gái? Anh là em nhớ tới ba của em và công em. Ủa vậy hả? Em xin hát bài Nàng Thơ của Hoàng Dũng. Nàng Thơ, rồi xin mời. Vào được phút luôn. Em không là nàng thơ, em cũng không còn là nhạc sĩ. Mong mơ tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta như vết hằn. Như đó thôi ạ. Trời ơi, sao bà cười hát buồn so vậy con? Hát cái gì hát cái mặt buồn ngay như vậy? Tại bài buồn á. Trời ơi, bây giờ mình hát cái gì vui vui chút cho nó không khí lên coi. Cười. Em
Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có biết sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh. Cái bài nó hay liền chứ bộ. Cười lên là cái bài nó hay liền. À, bé hát câu cái nó cười, bé hát câu cái nó cười. Chết, dễ thương. Thôi một tràng pháo tay cho em nó đi. Quá dễ thương rồi ha. Em nghĩ giữa tình yêu với hôn nhân nó khác nhau ở chỗ nào? Nếu mà vậy giải thích thì hơi dài. Tại vì em sống, em lớn lên ở một gia đình đã ly dị. Thì trước đây có một bé nhắn tin hỏi em là hôn nhân đôi khi là người ta không lấy nhau vì tình cảm. Cái tờ giấy ly dị thì cũng chỉ là hai người thôi, nó không phải là đánh giá hết được. Nên là nói với em là hôn nhân là một việc rất là đại sự. Khi mà một người đang ở mỗi cuộc sống độc thân đang một mình rất là thoải mái và chấp nhận có một người tiến vào đời sống của mình, thì họ mới quyết định tới hôn nhân. Hai anh đó, ý kiến của cô bé mới 19 tuổi đó. Chính chắn về hôn nhân. Đó, thấy ghê chưa? Gần như vậy chứ có 2.000 bạc thôi đó. Sao anh trai? Okay, anh lớn nhất trong nhà nè, anh nói thử quan điểm tình yêu. Với em thì tình yêu hôn nhân là phải chân thành, tin tưởng lẫn nhau, vượt qua được khó khăn, cuộc sống thì mới lâu bền được. Đối với em thì hoàn cảnh gia đình của em thì cũng như bạn Vi, ba mẹ em ly hôn lúc em 14 tuổi. Đối với em thì khi mà lấy nhau rồi á thì nó sẽ khác hơn tình yêu một xíu, có nghĩa là sẽ bên cạnh mỗi ngày, sẽ quan tâm lo lắng nhiều hơn. Em suy nghĩ là bình thường mình quen nhau nó đã rất là vui rồi, gặp nhau rất là vui, mà mình về ở chung một nhà nữa thì nó còn vui tới cỡ nào. Sao mà mọi người lại nói như vậy? Em nghĩ là sau này với em thì tình yêu và hôn nhân nếu có khác thì nó cũng chỉ khác một chút thôi. Thời gian chúng ta trò chuyện như vậy là cũng đủ rồi. Để mà cảm nhận được nhau thì chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn. Hôm nay chương trình giống như chị Tường nói lúc đầu ha, mỗi bạn đều có hai cái cơ hội như nhau. Nếu tụi mình là tuổi trẻ, thích thì cứ làm, thích thì cứ chọn, thích thì cứ bấm. Mời tất cả các bạn hãy hướng mắt ra đằng trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim. Đây là khoảnh khắc quyết định, các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 bấm. Hôn nhân là một việc rất là đại sự. Khi mà một người đang ở mỗi cuộc sống độc thân đang một mình rất là thoải mái và chấp nhận có một người tiến vào đời sống của mình, thì họ mới quyết định tới hôn nhân. Cho nên là em không thích yêu xa nữa. Tại không vì thích yêu xa nữa hả? Em là một người khá là tình cảm và em cũng cần tình cảm. Chỉ là dễ nhìn, dễ thương, tùy hiểu chuyện, chững chạc. 0.5 truyền thống, 1/2 hiện đại. Chơi vậy? Thông số gì? Bấm đi ạ. Và hết thời gian. Và chỉ với một người bấm thôi. Ba người còn lại. Ủa nhớ hồi nãy đầu tiên chương trình hai chị em sớm lắm mà Đạt. Thì sớm đó thì bây giờ mình tự viết bản kiểm điểm coi lý do sao vậy. Em cũng không biết nữa, thì đôi khi là họ cảm xúc họ chưa tới. Tại sao em không chọn ai hết, trong khi chị thấy hai chàng trai của chị quá tuyệt vời luôn. Em ngại việc yêu xa một chút. À rồi. Rồi sao rồi con không chọn ai hết vậy con? Ai nữ? Con cũng ngại việc yêu xa lắm ạ. Tại chắc là do ám ảnh từ những việc trước. Con rất là ngại với cái việc mà mình phải quen một người ở xa. Cái con người hứa hẹn nhất quyết là phải đem về Bình Phước, nhất quyết đến chương trình phải dắt một bạn nữ về Bình Phước mà không bấm gì cả. Áp lực ông anh nữa. Ông anh ngồi dưới đổ hồi hộp nữa. Lý do? Cũng một phần là cũng bạn cũng ngại yêu xa. Dạ. Thì em thấy cái đó cũng là một cái rào cản. Tôn trọng ý kiến của em. Còn chỉ hôm nay mình cũng có bấm nút ha, mà người ta không đáp lại thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Nghĩ nếu mà hai người đều bấm nút thì trong thời gian này mình cứ tìm hiểu. Còn nếu mà tại vì em nghĩ đơn giản vậy thôi. Rồi, chung mình thích thì mình cứ làm thôi. Duyên chưa tới thì mình chờ cơ hội khác nha. Cơ hội. Dạ.
Chị Tường ơi, ngày hôm nay hình như là chủ đề mình xoay quanh về chủ đề yêu xa, thì chị hãy nói một câu công đạo về vấn đề yêu xa. Thật ra yêu xa nó cũng có những cái rất là thú vị. Ví dụ như sẽ có những thời gian nhung nhớ, tôi đã từng yêu xa và tôi đã từng khóc. Mà cái khóc đó là cái khóc hạnh phúc, khóc nhớ nhung nhưng mà nó hạnh phúc. Khóc để chờ đợi khi mà nhận được cuộc điện thoại của bồ, nhận được một cái món quà từ phương xa. Đúng là rồi. Tự nhiên tôi sẽ vỡ òa và tôi sẽ cảm thấy là rất là hạnh phúc và sung sướng. Bởi vì bây giờ á, công nghệ thì có cái điện thoại thì vẫn có thể là xem được xuyên thông luôn. Hồi xưa là đâu có được. Cho nên quan trọng ở đây không phải là yêu xa hay yêu gần, mà cái suy nghĩ và cái đối phương có đủ tầm để đủ cho mình tình cảm để cho mình vượt qua những cái trở ngại về địa lý hay không. Đó, thế này đơn giản vậy thôi, không có gì cả nha quý vị. Nói chung là hôm nay là duyên chưa có tới, làm cho bốn bạn đến đây rồi về tay không. Xin lỗi các bạn và chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái công việc của mình, và một cái tình duyên đâu đó nó sẽ đến với mình một cách sớm nhất nha. Tất cả chúng ta vui lên vì còn quá trẻ, lúc nào cũng cười tươi lên cho đẹp nha. Vui, phải cười lên đẹp quá chừng luôn. Gửi tặng mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG, không có chứa chất bảo quản. Đây, gửi tặng cho các bạn. Kính thưa các bạn, cặp đôi không thành công thì cũng có đừng lo lắng nha. Bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà. Đó chính là gói premium của ứng dụng sẽ ra mắt mang tên Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 trên kênh YouTube MCV Media. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Một lần nữa cảm ơn ứng dụng Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Thank you, hẹn gặp lại.